cười chuyện tiêu chuẩn kép của nam em, diễn vai đáng thương trong bộ phim Thị Phi không có tập cuối. Nếu nói rằng nam em sinh ra để nổi tiếng thì có lẽ cũng chẳng hề sai, bởi mỗi khi nam em xuất hiện, người ta đều luôn có chủ đề để bàn tán. Nam em có đẹp không? Tất nhiên điều này chẳng ai có thể bàn cãi. Nhưng nam em có ồn ào không? Tất nhiên là có. Vậy Thị Phi chọn nam em hay nam em chọn Thị Phi? Những ngày qua, nam em trở thành cái tên chiếm sóng mạng xã hội bởi những câu chuyện hư hư thực thực khiến mọi người cũng phải mệt nhoài. Nhưng dù sao, cũng không thể nào phủ nhận tố chất ngôi sao chạm tay là nóng của nam em. Từ đầu tháng 11 năm 2023, nam em liên tục công khai về chuyện tình cảm lên mạng xã hội. Khởi đầu cho chủ đề là hình ảnh chiếc nhẫn cầu hôn như một cột mốc đánh dấu câu chuyện bùng nổ phía sau. Sau những lần úp mở về một người đàn ông yêu thương, cưng chiều, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, san sẻ những nỗi vất vả, thì cuối cùng nam em cũng quyết định công khai danh tính. Nếu xét về khía cạnh truyền thông, thì thật sự nam em quả là một chuyên gia chiến lược vô cùng tài tình. Cô biết cách chọn chủ đề, khai thác chủ đề và phát triển chủ đề một cách khá hợp lý. Thế nhưng, cư dân mạng vốn chẳng phải là những người nhàn rỗi, họ cũng quá thuộc câu chuyện cậu bé chăn cừu nên bắt đầu đặt nghi vấn về tính xác thực. Tất nhiên, với nam em không điều gì là không thể. Lần này, để chứng minh cho sự tồn tại của một chồng chưa cưới hàng thật giá thật, thì nam em quyết định cùng người đàn ông này lên sóng truyền thông. Cả hai kể về tình yêu, sự tin tưởng và cùng hứa hẹn về một tương lai đầy màu hồng. Và tất nhiên, sợ netizen không biết rằng chuyện tình của mình ngọt ngào và tuyệt vời đến thế nào, nên một ngày nam em sẽ đăng tải khoảng 10 chiếc story kể về tình yêu và những hờn giận cuộc đời. Còn chồng chưa cưới của nam em thì sao? Tất nhiên, để phù hợp với nam em, anh cũng là một chàng trai thích bày tỏ nỗi lòng. Anh chia sẻ, mình không hay dùng Facebook, nhưng từ ngày công khai yêu nam em thì anh đã liên tục đăng các bài viết về bạn gái. Rồi đến một ngày, anh còn lên cả Facebook nhờ netizen tìm kiếm hộ cô bạn gái bất tích. Và cuối cùng hóa ra, người thương mà anh đang tìm kiếm lại bận vào rừng để tận hưởng cuộc sống. Những ồn ào liên quan tới nam em không dừng lại tại đó khi câu chuyện âm mưu hãm hại lại tiếp tục được cô nàng chia sẻ lên trang cá nhân. Nam em cho rằng cô và chồng sắp cưới đang bị thế lực thù ghét nào đó hãm hại, thậm chí còn hại anh bị ngộ độc thực phẩm. Chuyện đến hôm nay chưa rõ thế nào, nhưng đến lúc này niềm tin của mọi người dành cho nam em cứ bay dần như bồ công anh trước gió. Có phải là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình? Ngày qua ngày, nam em luôn thể hiện sự bất mãn với cộng đồng mạng. Cô cho rằng mình bị hãm hại, bị tấn công trên mạng xã hội. Trong bất kỳ câu chuyện nào, nam em cũng cho rằng mình là nạn nhân. Thế nhưng, đôi khi nam em lại quên mất rằng sự nổi tiếng mà cô có được đến từ cư dân mạng, truyền thông. Nếu nam em không tung hê chuyện cá nhân của mình lên mạng xã hội, thì tại sao người ta lại bàn tán xôn xao? Nếu nam em không ngày qua ngày phơi bày nỗi lòng, hậm hực chua xót, thì tại sao người ta lại đồn đi đoán lại? Nam em thẳng tay mắng chửi fan của Bạch Công Khanh, công khai xu hướng tính dục của đồng nghiệp, một điều cực kỳ tối kỵ, khiến một khách sạn lao đao vì nghi vấn an toàn thực phẩm. Vậy lúc này, ai mới là người đáng thương? Có vẻ như nam em đang hơi tiêu chuẩn kép trong chính câu chuyện của mình. Fan hâm mộ của nam em, những người mà theo cô chia sẻ, từng giúp đỡ tiền bạc khi cô gặp khó khăn, có lẽ đến thời điểm này cũng đã mệt nhoài chạy theo những câu chuyện mà đôi khi họ cũng chẳng rõ thực hư đến đâu. Cái họ cần là những sản phẩm nghệ thuật, một hành trình lao động nghệ thuật thực sự, chứ không phải dăm ba câu chuyện thị phi. Thực ra trên cuộc đời này, điều gì cũng có hạn sử dụng, nhất là tình cảm dành cho thần tượng. Thậm chí, nhiều người bạn trong showbiz, những người từng có thời gian dài làm việc cùng nam em đã lần lượt quay lưng. Họ có ghét bỏ nam em hay không, điều này không ai dám chắc. Nhưng có lẽ họ sợ. Họ sợ rằng một ngày cái tên của họ bất ngờ xuất hiện trên Facebook của nam em với một câu chuyện mà họ chẳng thể nào đoán trước được. Có người âm thầm rời đi, có người quyết tâm phải trái trắng đen, đòi lại số tiền họ từng hỗ trợ nam em trong quá khứ. Người ta có thể thấy nam em đáng thương, nhưng suy cho cùng, ai thương cho những nạn nhân thực sự ảnh hưởng từ những phiền toái mà nam em mang lại. Những ngày qua, nam em trở thành cái tên gây ồn ào khắp mạng xã hội kể từ khi công khai chồng sắp cưới. Sáng 8 tháng 12, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục khiến cư dân mạng hoang mang khi đăng ảnh minh họa gia đình ba người kèm dòng tâm sự gây chú ý. Minh trí của mẹ bình an nhé, ba mẹ không bảo vệ được cho con. Hy vọng những ngày tháng sau này, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với mẹ. Xin lỗi vì đã không đủ sức bảo vệ cho con, thiên thần của mẹ. Bài đăng này đang khiến cõi mạng lần nữa dậy sóng. Nhiều người cho rằng người đẹp đang lấp lửng về chuyện không giữ được em bé. Chúng tôi đã liên hệ với phía nam em, song cô vẫn chưa đưa ra phản hồi.
Giữa tháng 11, sau khi thông báo đã tìm được ý trung nhân và sắp lên xe hoa, nam em từng vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng. Thậm chí, một số người hâm mộ còn gửi đồ dùng em bé đến nhà nam em, điền tên người nhận là chồng sắp cưới của cô. Tuy nhiên thời điểm đó, nam em phủ nhận chuyện đã có tin vui. Trời ơi, tôi có bầu đâu mà fan tặng một thùng sữa cho bà bầu về nè, rồi ai uống, mà còn gửi cho người nhận là Bùi Hữu Cường, chồng sắp cưới của nam em nữa. Lại mấy ông mấy bà. Trước đó, một tài khoản tự xưng là mẹ nuôi của nam em, trong đoạn tin nhắn đã lên tiếng ngay phần bình luận bài đăng của người đẹp. Người này cho biết mình là một giảng viên đại học, chủ doanh nghiệp gần 50 tuổi, đã theo dõi và cảm mến nam em sau khi xem chương trình Vô Lăng Tình Yêu. Sau khi có cơ hội gặp trực tiếp nhờ sự giới thiệu của bạn bè, chính nam em là người ngỏ ý muốn được nhận người phụ nữ này làm mẹ. Người này còn tiết lộ đã từng cho nam em tiền cũng như để cô vay mượn, còn khuyên bảo con gái nuôi nên suy nghĩ lại về quyết định kết hôn với đối tượng sắp cưới. Sau cùng, tài khoản này mong mọi ồn ào tiền nong với nam em được khép lại. Ngay sau đó, nam em đã để lại bình luận đáp trả, thừa nhận được người này cho một khoản tiền. Tôi không đến với bà ấy vì tiền, tôi thương bà ấy thật lòng, nhưng bây giờ tôi cũng đang trả giá cho việc nhận tiền của bà ấy. Mẹ này hơi lạ, mẹ thương con, mẹ muốn con đi làm nghệ thuật dưới sự kiểm soát chỉ đạo của mẹ để mẹ thấy sướng. Không đáp ứng được nhu cầu của mẹ thì mẹ nhảy tung lên trời. Nam em còn tiết lộ việc cô và người yêu công khai cũng vì nhân vật mẹ nuôi. Nhờ an ninh mạng điều tra lý lịch của bạn tôi, quậy tung trời lên nên chúng tôi mới công khai, chứ chúng tôi muốn bình yên. Ngày xưa lỡ cho nhiều tiền quá nên cay. Sau khi công khai chồng sắp cưới, nam em liên tục đối mặt nhiều thị phi trên mạng xã hội khi nửa kia bị đào chuyện quá khứ. Đến hiện tại, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long vẫn nhất mực bảo vệ bạn trai trước những bình luận tiêu cực nhằm đến cả hai.